Toàn đi đến quán Cơm Niêu để giới thiệu đến cả nhà biết. Thì là trong cái khu, cái nhà đường thấy là Thanh Đa quán nha cả nhà. Đó, đi thẳng vào là quán Cơm Niêu. Đó, thì cái nhà đường thấy đằng trước đó là quán Cơm Niêu nha cả nhà. Đó, và Toàn đường chạy vào đây. Đó thì cả nhà, đó, Toàn đã đến quán Cơm Niêu. Đó, đây là cái đằng trước quán nha cả nhà. Thì Toàn quay một chút vòng chút xíu cho cả nhà xem trong cái khu vực này. Đó, đằng trước là nhà Băng Chê. Đó, còn phía bên này là Thanh Đa quán. Thì cả nhà quẹo thẳng vô là cả nhà sẽ thấy quán Cơm Niêu nha cả nhà. Đó, thì cả nhà khi tới quán á, ở ngoài trước khi vào cửa đó, người ta có đặt những cái menu cho mình biết ở trong quán bán những gì nha cả nhà. Đi vào quán đi. Đó thì bây giờ Toàn đương vào bên trong quán. Đó, Toàn quay một vòng quán cho cả nhà xem ở bên trong quán nha cả nhà. Đó, quán này cũng khá đẹp. Anh chào em nha. Hôm nay anh đến quán Cơm Niêu của quán mình. Thì anh review quán của mình những cái đồ ăn ngon ở đây. Thì trước tiên anh hỏi em tên gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Anh Tuấn ạ. Anh tên Tuấn ha. Dạ. Rồi cho anh hỏi quán này mở lâu chưa vậy em? Dạ, tụi em đã mở cũng được hơn 1 năm rồi ạ. Hơn 1 năm hả? Rồi quán này mở mấy ngày trong tuần vậy em? Dạ, tụi em mở hầu như là tất cả các ngày trong tuần ạ. À, là 7 ngày một tuần. Vậy quán mình mở mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, quán em sẽ mở cửa vào lúc 11 giờ cho đến 9 giờ. Dạ, à. Nhưng đặc biệt là tụi em sẽ ngưng nhận khách vào lúc 8 giờ 45 ạ. À, ok. Rồi em cho anh biết quán mình có những cái món gì đặc biệt của quán mình không ạ? Dạ, thường thì món em sẽ tập trung vào những bữa cơm gia đình như là cá cá bông lau kho cộ và canh chua cá bông lau. Bên cạnh đó là cũng là có những món ăn rất là ngon của em như là thịt ba chỉ kho cộ, thịt ba loại riêu ruốc xả, cũng như là mồi lúc lắc. Bên cạnh đó có những món ăn khác như là chả đùm, trứng muối, cũng như là cơm bò cá nục lên tray, bánh tráng. Đó là những món best seller của quán em. Còn cái về phần cơm anh thấy có cơm thố phải không? Là
Dạ, thường thì khi mình order món ăn thì bên khi mình order một kiểu món ăn nào thì bên em sẽ hỗ trợ cơm trắng cho mình. Và cơm niêu là mình sẽ order thêm hoặc là order riêng. Dạ, tùy theo khách yêu cầu. Ok, còn cái về phần nước uống, em có thể biết nhiều cái nước uống ở đây bán những loại nước uống gì không? Dạ, thường mấy là những cái món như là tập trung về cà phê với là trà. Thì thường bên em là best seller như là cà phê muối và cà phê kem trứng. Bên cạnh đó có những cái món mà bên em là tự chủ, cô chủ của em làm, như là món trà mận bột lê. Và bên cạnh đó là có trà Hawaii cũng như là trà trái cây, là những cái món best seller bên em. Ok rồi anh thấy trong cái tủ của mình có bán những cái loại gì, có thể em nói cho khán giả biết không? Dạ, thì bên em là đây là những cái món dessert. Dạ, bên đây sẽ là sữa chua nha đam. Còn bên đây là sữa chua nếp cẩm. Còn bên đây là Thai quận tofu. Dạ, còn ở bên dưới là bên có bánh flan. Và bên đây là banana cotta. Đây là quán đó này được tính tay chủ quán làm. Còn ở dưới nữa em là cái gì? Là tụi em đó là chân gà xả tắc. Dạ, cũng là một cái món ăn chơi xả tắc. Nhưng điều cái này cũng quán mình làm hay là sao em? Dạ, tất cả 100% đều là do chủ quán làm. Chủ quán làm hết hả? Ok. Rồi, anh cảm ơn em nhiều nha. Đó thì cả nhà, trước khi chờ đồ ăn lên thì Toàn quay cho cả nhà cái menu của quán cơm New Houston nha cả nhà. Đó, đây là cái menu của quán cơm New Houston. Đó, Toàn quay một chút xíu cho cả nhà xem nha. Đó, đây gồm bắp, xào bơ nè, bột chiên trứng nè, quá nhiều luôn. Gỏi gà xả vườn đặc biệt, cơm gà Hội An. Wow. Chân gà xả tắc, phở gà thả vườn. Đây là thố cơm niêu nha cả nhà. Bún đậu tôm combo. Tầm bồ cá nục nướng, chả đùm trứng muối. Rồi, bên này cá nữa nè, bò xào xả ớt, quá nhiều luôn. Rồi, bên đây có canh cá bông lau, canh ổ qua nè, canh khoai mỡ nè, rất là đầy đủ nha cả nhà. Ở đây gồm phần nước uống nè, có trà trái cây nè, trà đào, trà tắc xí muội nè, trà sữa kem trứng nè, nước mát đặc biệt. Ở đây là dessert. Đó thì cả nhà, đây là hủ tiếu áp chảo nha cả nhà. Còn quay đây. Thì đây là hủ tiếu áp chảo với cái giá là 14.95 nha cả nhà. Quay cho cả nhà xem. Đó thì cả nhà, đây là cái phần bò lúc lắc ha, 16.95. Còn quay cho ngài xem. Cái bò lúc lắc là 16.95, còn cái này là 2.95 nha cái nhà. Đây là thố cơm niêu. Đây là cái thố cơm niêu 12.95. Cái này là mình kêu thêm nha cả nhà. Còn mà mình kêu một bất cứ một cái phần nào trong này để ăn với cơm, người ta đều cho thêm.
một cái thấu cơm không ha. Đó, cái này là cho thêm, không có tính tiền nha cả nhà. Phần cơm là không có tính tiền. Đó, còn cái này là toàn kêu thêm là thấu cơm niêu là 2.95 đồng. Còn đây là phần bò lúc lắc 16.95 đồng. Ok rồi, còn mời cả nhà nha. Đây là một ly trái cây hả. Bất cứ phần đồ ăn nào á, người ta sẽ cho mình một cái thấu cơm không là không tính tiền nha cả nhà. Cái này là không tính tiền, kêu bò lúc lắc người ta sẽ kêu cho thêm một cái thấu cơm không hả. Còn cái phần cơm niêu này nè là còn kêu thêm để cho cả nhà biết là phần cơm niêu này 2.95 đồng là nó là như vậy nha cả nhà. Thấu cơm niêu 2.95 đồng. Thôi cảm ơn cả nhà nha. Cái tấm này nè. Bò rất là mềm nha cả nhà. Nãy em nói cái ly trái cây này là trái cây mặn đúng không? Dạ, trà mặn 1 đô. Trà mặn 1 đô. Nó có cái gì nãy em nói quên rồi. Là mặn. Mặn. Dạ, mặn. Thêm một nữa. Cái gì? Cái này là quế. À, quế. Dạ. Cái này uống hơi lạ. Nếu mà nhiều người uống được thì rất là ngon. Không quen mình như hơi khó uống à. Tụi em cũng có tư vấn khách là cho nó có mùi quế. Thì một số khách như là nếu như người ta thích quế thì ngon. Còn người ta không thích cái mùi quế thì tới. Ví dụ cái này mình biết uống trà mặn đúng không? Nhưng đều không có bỏ quế, mình làm theo yêu cầu của người khách được không? Dạ, thường thì bên đây là tụi em đã pha sẵn hết rồi đó. À, nó là như vậy thôi. Nó đi ra như vậy, nó không thể thay đổi được. À, ok. Thì cái ly này bao nhiêu vậy? Dạ, thường như này là 5 đồng. Dạ, 5 đồng 95. 5.95 đồng. Ok. À, uống thấy lạ ghê á. Đầu tiên tới quán là thì có cho đứt hơn của chủ sáng tạo ra. À, ok. Rồi anh cảm ơn em nha. Bò lúc. Bò lúc lắc này cả nhà. Cái bò rất là thịt bò rất là mềm nha cả nhà. Thank you.
Còn cái đồ cái này là mì uống chứ nào cũng ok. Còn này á anh nói giống như nói gì giống như cơm cháy đúng không? Dạ đúng rồi, cơm niêu nó là nó sẽ khác cơm này là nó sẽ có cháy cũng là cơm trắng để ăn được cái này là nó cháy. Hả? Dạ. Cái này ăn thấy dưới những cá kho quẹt là mắm ruốc hay cái gì ăn ngon. Dạ, đúng. Thử này đúng là không? Khách ăn với lại ăn với cá kho người ta cũng cháy người ta chấm cái này cái nước sốt hoặc là cái kho quẹt chấm đó thì anh cũng có giới thiệu nếu mà muốn ăn với những cái phần kho quẹt hoặc là mắm ruốc bất cứ cái gì á thì cái này là đúng đúng bài luôn á. Đúng bài. Nó như con cháy vậy đó. Con cháy đúng rồi. Ừ. Dạ, cảm ơn. Món này là món gì? Mày cho mày giống như cơm trái như thế này, cơm niêu á, cái loại cơm niêu là 2.95 giống như cơm trái à. À, cái này giống như kho quẹt nè, mắm ruốc, hay là những cái món gì mà có nước á, mình chấm vô rất là ngon nha cả nhà. À, cho... mà tới đây cái quán niêu về cũng được ba lần. Ồ, anh tới ba lần rồi. Một lần đi với người bạn, lần đi với ông anh bà con à. Thường tới đây bốn lần tới đây nhiều à. Thì theo anh cái quán này những cái món ăn ở đây anh thấy như thế nào? Nói chung là mấy cái món này ăn nó đều ngon lắm, nó vừa miệng lắm à. Nhưng mà anh tới 3 lần rồi, anh nghĩ, em nghĩ là quán này ngon, anh mới tới 3 lần rồi. Dạ, chứ có nếu mà tới cái quán nào mà nó ăn thấy nó nghĩa không là nó không có vô vị, nó vô vị thì chắc một lần đúng không? Dạ, đó thì đồ ăn trên bàn. Tô ngô đó nữa. Đúng rồi, đồ ăn trên bàn hầu như ăn cũng hết rồi, mà không bỏ món nào mà tô ngô về nữa. Thì cả nhà cũng đương thấy quán này cũng chất lượng lắm á. Thì anh mới, gia đình mới tới 3 lần á. Rồi anh, em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, ok, dạ. Đó thì cả nhà đương thấy là khách vô nồm nộp luôn nha cả nhà. Đó, khách vô rất là đông. Bàn kia vừa ra, bàn nọ vô luôn. Đó. Wow, khách rất là đông. Đó thì cả nhà, ở đây rất là đông khách hàng nha cả nhà. Đó, khi ăn xong đó, họ ra rồi người khác vô đó, thì cả nhà đương thấy nè. Wow. Rồi phía bên này nữa. Đó, cả nhà đương thấy nè. Rất là đông luôn. Ừ. Còn mới vừa ăn xong hủ tiếu áp chảo bò rút lách và cơm niêu nha cả nhà. Đó thì ba cái phần này còn đương ăn thì còn thấy cũng khá là ngon. Đó thì giá cả cũng phải chăng. Đó. Thì cả nhà cũng đã thấy còn phải quay lượt qua thì quán này rất là đắt nha cả nhà. Rất là nhiều khách hàng tới và toàn cũng đã review, một người khách hàng ăn trong này thì họ cũng đánh giá ra cũng khá là ngon. Và đối với toàn ăn hai món này, hủ tiếu áp chảo và bò lục lách cũng rất là ngon nha cả nhà. Còn những món khác thì toàn không ăn, toàn không biết đó. Thì cả nhà hãy đến quán New trên con đường Bel Air ở trong khu Thanh Đao quán nha cả nhà. Đó thì cả nhà thưởng thức thêm những món ngon ở đây đó. Thì toàn xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Bye.